Xin chào tất cả các bạn, hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn tạo hình chú chuột bằng chiếc nắp chai ạ. Mời các bạn cùng xem ạ. Bây giờ mình sẽ thực hiện cắt phần tai của chú chuột như thế này ạ. Sau khi mình đã cắt hoàn thiện những bộ phận của chú chuột, bây giờ mình sẽ thực hiện dán những bộ phận vào chiếc nắp chai ạ. Bây giờ mình sẽ tiếp tục dán phần tai con lái vào ạ. Sau khi dán xong phần tai thì mình sẽ thực hiện dán mắt vào. Sau khi dán mắt cho chú chuột xong thì mình sẽ thực hiện dán thân mũi cho chú chuột. Vậy là mình đã tạo hình xong chú chuột cho nắp chai như thế này. Bây giờ mình sẽ thực hiện để tăng thì chút chuột ạ. Bây giờ mình sẽ thực hiện lông để tố viên. Vậy là chú chuột từ nắp chai và rễ của mình đã hoàn thiện. Video của mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem. Xin chào tất cả các bạn, hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn tạo hình chú chuột bằng chiếc nắp chai ạ. Mời các bạn cùng xem ạ. Bây giờ mình sẽ thực hiện cắt phần tai của chú chuột như thế này ạ. Sau khi mình đã cắt hoàn thiện những bộ phận của chú chuột, bây giờ mình sẽ thực hiện dán những bộ phận vào chiếc nắp chai ạ. Bây giờ mình sẽ tiếp tục dán phần tai con lái vào ạ. Sau khi dán xong phần tai thì mình sẽ thực hiện dán mắt vào. Sau khi dán mắt cho chú chuột xong thì mình sẽ thực hiện dán thân mũi cho chú chuột.
Vậy là mình đã phá hủy xong chuột chuột từ năm trái rồi đây. Bây giờ mình sẽ thực hiện vẽ một chút để tám thì chuột chuột ạ. Mình sẽ thực hiện lông lông để tố viên vậy là chuột chuột từ nắp trái và rễ của mình đã hoàn thiện. Video của mình đến đây là kết thúc. Xin chào tất cả các bạn, hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn tạo hình chuột chuột bằng chiếc nắp trái ạ. Mời các bạn cùng xem ạ. Bây giờ mình sẽ thực hiện cắt phần tai của chuột chuột như thế này ạ. Sau khi mình đã cắt hoàn thiện những bộ phận của chuột chuột, bây giờ mình sẽ thực hiện dán những bộ phận vào chiếc nắp trái ạ. Bây giờ mình sẽ tiếp tục dán phần tai còn lại vào ạ. Sau khi dán xong phần tai thì mình sẽ thực hiện dán mắt vào. Sau khi dán mắt cho chuột chuột xong thì mình sẽ thực hiện dán thân mũi cho chuột chuột. Vậy là mình đã phá hủy xong chuột chuột từ năm trái rồi đây. Bây giờ mình sẽ thực hiện vẽ một chút để tám thì chuột chuột ạ. Bây giờ mình sẽ thực hiện lông để tố viên. Vậy là chuột chuột từ nắp trái và rễ của mình đã hoàn thiện. Video của mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem. Xin chào tất cả các bạn, hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn tạo hình chuột chuột bằng chiếc nắp trái ạ. Mời các bạn cùng xem ạ. Bây giờ mình sẽ thực hiện cắt phần tai của chuột chuột như thế này ạ. Sau khi mình đã cắt hoàn thiện những bộ phận của chuột chuột, bây giờ mình sẽ thực hiện dán những bộ phận vào chiếc nắp trái ạ.
giờ mình sẽ tiếp tục dặn phân tái con lái vào ạ. Sau khi dặn xong phân tái thì mình sẽ thực hiện dặn mặt vào ạ. Sau khi dán mắt cho chú chuột xong thì mình sẽ thực hiện dán thân mũi cho chú chuột. Vậy là mình đã tháo hủy xong chú chuột từ nắp trái rồi đây. Bây giờ mình sẽ thực hiện để tám thì chút chuột ạ. Bây giờ mình sẽ thực hiện lông để tố viên. Vậy là chuột chuột từ nắp trái và rễ của mình đã hoàn thiện. Video của mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem. Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn tạo hình chuột chuột bằng chiếc nắp trái ạ. Mời các bạn cùng xem ạ. Bây giờ mình sẽ thực hiện cắt phân tai của chuột chuột như thế này ạ. Sau khi mình đã cắt hoàn thiện những bộ phận của chú chuột, bây giờ mình sẽ thực hiện dán những bộ phận vào chiếc nắp trái ạ. Bây giờ mình sẽ tiếp tục dán phân tái con lái vào ạ. Sau khi dán xong phân tái thì mình sẽ thực hiện dán mặt vào. Sau khi dán mắt cho chú chuột xong thì mình sẽ thực hiện dán thân mũi cho chú chuột. Vậy là mình đã tháo hủy xong chú chuột từ nắp trái rồi đây. Bây giờ mình sẽ thực hiện vẽ một chút để tám thì chút chuột ạ. Bây giờ mình sẽ thực hiện lông để tố viên.
và dễ của mình đã hoàn thiện. Video của mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem. Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn tạo hình chú chuột bằng chiếc nắp chai ạ. Mời các bạn cùng xem ạ. Bây giờ mình sẽ thực hiện cắt phần tai của chú chuột như thế này ạ. Sau khi mình đã cắt hoàn thiện những bộ phận của chú chuột, bây giờ mình sẽ thực hiện dán những bộ phận vào chiếc nắp chai ạ. Bây giờ mình sẽ tiếp tục dán phần tai con lái vào ạ. Sau khi dán xong phần tai thì mình sẽ thực hiện dán mắt vào ạ. Sau khi dán mắt cho chú chuột xong thì mình sẽ thực hiện dán thân mũi cho chú chuột. Vậy là mình đã tạo hình xong chú chuột từ nắp chai như thế này. Bây giờ mình sẽ thực hiện vẽ một chút để tăng thì chú chuột ạ. Bây giờ mình sẽ thực hiện lông để tố viên. Vậy là chú chuột từ nắp chai và dễ của mình đã hoàn thiện. Video của mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem. Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn tạo hình chú chuột bằng chiếc nắp chai ạ. Mời các bạn cùng xem ạ. Bây giờ mình sẽ thực hiện cắt phần tai của chú chuột như thế này ạ. Sau khi mình đã cắt hoàn thiện những bộ phận của chú chuột, bây giờ mình sẽ thực hiện dán những bộ phận vào chiếc nắp chai ạ. Bây giờ mình sẽ tiếp tục dán phần tai con lái vào ạ. Sau khi dán xong phần tai thì mình sẽ thực hiện dán mắt vào.
Sau khi dán mặt cho chủ chuột xong thì mình sẽ thực hiện dán thân mũi cho chủ chuột. Vậy là mình đã tạo hình xong chủ chuột từ nắp trái như thế này. Bây giờ mình sẽ thực hiện vẽ một chút để tăng tỷ lệ chủ chuột ạ. Mình sẽ thực hiện lông để tố viên. Vậy là chủ chuột từ nắp trái và rễ của mình đã hoàn thiện. Video của mình đến đây là kết thúc. Xin chào tất cả các bạn, hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn tạo hình chủ chuột bằng chiếc nắp trái ạ. Mời các bạn cùng xem ạ. Bây giờ mình sẽ thực hiện cắt phần tai của chủ chuột như thế này ạ. Sau khi mình đã cắt hoàn thiện những bộ phận của chủ chuột, bây giờ mình sẽ thực hiện dán những bộ phận vào chiếc nắp trái ạ. Bây giờ mình sẽ tiếp tục dán phần tai còn lại vào ạ. Sau khi dán xong phần tai thì mình sẽ thực hiện dán mặt vào. Sau khi dán mặt cho chủ chuột xong thì mình sẽ thực hiện dán thân mũi cho chủ chuột. Vậy là mình đã tạo hình xong chủ chuột từ nắp trái như thế này. Bây giờ mình sẽ thực hiện chụp để tăng tỷ lệ chủ chuột ạ. Bây giờ mình sẽ thực hiện lông để tố viên. Chuột từ nắp trái và rễ của mình đã hoàn thiện. Video của mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem. Xin chào tất cả các bạn, hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn tạo hình chủ chuột bằng chiếc nắp trái ạ. Mời các bạn cùng xem ạ. Bây giờ mình sẽ thực hiện cắt phần tai của chủ chuột như thế này ạ.
Sau khi mình đã cắt hoàn thiện những bộ phận của chú chuột, bây giờ mình sẽ thực hiện dán những bộ phận vào chiếc nắp chai ạ. Bây giờ mình sẽ tiếp tục dán phần tai con lái vào ạ. Sau khi dán xong phần tai thì mình sẽ thực hiện dán mặt vào ạ. Sau khi dán mắt cho chú chuột xong thì mình sẽ thực hiện dán thân mũi cho chú chuột. Vậy là mình đã tạo hình xong chú chuột từ nắp chai như thế này. Bây giờ mình sẽ thực hiện để tăng tỷ lệ chuột ạ. Bây giờ mình sẽ thực hiện lông điệu tố viên. Vậy là chú chuột từ nắp trái và rễ của mình đã hoàn thiện. Video của mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem. Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn tạo hình chú chuột bằng chiếc nắp trái ạ. Mời các bạn cùng xem ạ. Bây giờ mình sẽ thực hiện cắt phần tai của chú chuột như thế này ạ. Sau khi mình đã cắt hoàn thiện những bộ phận của chú chuột, bây giờ mình sẽ thực hiện dán những bộ phận vào chiếc nắp chai ạ. Bây giờ mình sẽ tiếp tục dán phần tai con lái vào ạ. Sau khi dán xong phần tai thì mình sẽ thực hiện dán mặt vào. Sau khi dán mắt cho chú chuột xong thì mình sẽ thực hiện dán thân mũi cho chú chuột. Vậy là mình đã tạo hình xong chú chuột từ nắp chai như thế này. Bây giờ mình sẽ thực hiện vẽ một chút để tăng tỷ lệ chú chuột ạ.
chuột từ nắp trái và rễ của mình đã hoàn thiện. Video của mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem. Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn tạo hình chú chuột bằng chiếc nắp trái ạ. Mời các bạn cùng xem ạ. Bây giờ mình sẽ thực hiện cắt phần tai của chú chuột như thế này ạ. Sau khi mình đã cắt hoàn thiện những bộ phận của chú chuột, bây giờ mình sẽ thực hiện dán những bộ phận vào chiếc nắp trái ạ. Bây giờ mình sẽ tiếp tục dán phần tai con lái vào ạ. Sau khi dán xong phần tai thì mình sẽ thực hiện dán mắt vào. Sau khi dán mắt cho chú chuột xong thì mình sẽ thực hiện dán thân mũi cho chú chuột. Vậy là mình đã tạo hình xong chú chuột từ nắp trái như thế này. Bây giờ mình sẽ thực hiện chụp để tăng thì chụp chuột ạ. Bây giờ mình sẽ thực hiện lông để tố viên. Chuột từ nắp trái và rễ của mình đã hoàn thiện. Video của mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem. Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn tạo hình chú chuột bằng chiếc nắp trái ạ. Mời các bạn cùng xem ạ. Bây giờ mình sẽ thực hiện cắt phần tai của chú chuột như thế này ạ. Sau khi mình đã cắt hoàn thiện những bộ phận của chú chuột, bây giờ mình sẽ thực hiện dán những bộ phận vào chiếc nắp trái ạ. Bây giờ mình sẽ tiếp tục dán phần tai con lái vào ạ. Sau khi dán xong phần tai thì mình sẽ thực hiện dán mắt vào.
Sau khi dán mặt cho chủ chuột xong thì mình sẽ thực hiện dán thân mũi cho chủ chuột. Vậy là mình đã tạo hình xong chủ chuột cho nắp trái như thế này. Bây giờ mình sẽ thực hiện vẽ một chút để tăng thì chủ chuột ạ. Mình sẽ thực hiện lông lông để tố viên. Vậy là chuột chuột từ nắp trái và rễ của mình đã hoàn thiện. Video của mình đến đây là kết thúc. Xin chào tất cả các bạn, hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn tạo hình chủ chuột bằng chiếc nắp trái ạ. Mời các bạn cùng xem ạ. Bây giờ mình sẽ thực hiện cắt phần tai của chủ chuột như thế này ạ. Sau khi mình đã cắt hoàn thiện những bộ phận của chủ chuột, bây giờ mình sẽ thực hiện dán những bộ phận vào chiếc nắp trái ạ. Bây giờ mình sẽ tiếp tục dán phần tai con lái vào ạ. Sau khi dán xong phần tai thì mình sẽ thực hiện dán mặt vào. Sau khi dán mặt cho chủ chuột xong thì mình sẽ thực hiện dán thân mũi cho chủ chuột. Vậy là mình đã tạo hình xong chủ chuột cho nắp trái như thế này. Bây giờ mình sẽ thực hiện chụp để tăng thì chụp chuột ạ. Bây giờ mình sẽ thực hiện lông để tố viên. Vậy là chuột chuột từ nắp trái và rễ của mình đã hoàn thiện. Video của mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem. Xin chào tất cả các bạn, hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn tạo hình chuột chuột bằng chiếc nắp trái ạ. Mời các bạn cùng xem ạ. Bây giờ mình sẽ thực hiện cắt phần tai của chuột chuột như thế này ạ.
Sau khi mình đã cắt hoàn thiện những bộ phận của chú chuột, bây giờ mình sẽ thực hiện dán những bộ phận vào chiếc nắp chai ạ. Bây giờ mình sẽ tiếp tục dán phần tai con nái vào ạ. Sau khi dán xong phần tai thì mình sẽ thực hiện dán mắt vào ạ. Sau khi dán mắt cho chú chuột xong thì mình sẽ thực hiện dán thân mũi cho chú chuột. Vậy là mình đã tạo hình xong chú chuột cho nắp chai như thế này. Bây giờ mình sẽ thực hiện vẽ một chút để tăng thì chú chuột ạ. Bây giờ mình sẽ thực hiện lông để tố viên. Vậy là chú chuột từ nắp trái và dễ của mình đã hoàn thiện. Video của mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem. Xin chào tất cả các bạn, hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn tạo hình chú chuột bằng chiếc nắp chai ạ. Mời các bạn cùng xem ạ. Bây giờ mình sẽ thực hiện cắt phần tai của chú chuột như thế này ạ. Sau khi mình đã cắt hoàn thiện những bộ phận của chú chuột, bây giờ mình sẽ thực hiện dán những bộ phận vào chiếc nắp chai ạ. Bây giờ mình sẽ tiếp tục dán phần tai con nái vào ạ. Sau khi dán xong phần tai thì mình sẽ thực hiện dán mắt vào ạ. Sau khi dán mắt cho chú chuột xong thì mình sẽ thực hiện dán thân mũi cho chú chuột. Vậy là mình đã tạo hình xong chú chuột cho nắp chai như thế này. Bây giờ mình sẽ thực hiện vẽ một chút để tăng thì chú chuột ạ.
thực hiện. Lông lông để tố viên ấy. Từ nắp trái và rễ của mình đã hoàn thiện. Video của mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem. Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn tạo hình chú chuột bằng chiếc nắp trái ạ. Mời các bạn cùng xem ạ. Bây giờ mình sẽ thực hiện cắt phần tai của chú chuột như thế này ạ. Sau khi mình đã cắt hoàn thiện những bộ phận của chú chuột, bây giờ mình sẽ thực hiện dán những bộ phận vào chiếc nắp trái ạ. Bây giờ mình sẽ tiếp tục dán phần tai con lái vào ạ. Sau khi dán xong phần tai thì mình sẽ thực hiện dán mặt vào. Sau khi dán mắt cho chú chuột xong thì mình sẽ thực hiện dán thân mũi cho chú chuột. Vậy là mình đã tạo hình xong chú chuột từ nắp trái như thế này. Bây giờ mình sẽ thực hiện vẽ một chút để tám thì chút chuột ạ. Bây giờ mình sẽ thực hiện lông để tố viên. Vậy là chú chuột từ nắp trái và rễ của mình đã hoàn thiện. Video của mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem. Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn tạo hình chú chuột bằng chiếc nắp trái ạ. Mời các bạn cùng xem ạ. Bây giờ mình sẽ thực hiện cắt phần tai của chú chuột như thế này ạ. Sau khi mình đã cắt hoàn thiện những bộ phận của chú chuột, bây giờ mình sẽ thực hiện dán những bộ phận vào chiếc nắp trái ạ. Bây giờ mình sẽ tiếp tục dán phần tai con lái vào ạ. Sau khi dán xong phần tai thì mình sẽ thực hiện dán mặt vào ạ.
Sau khi dán mặt cho chú chuột xong thì mình sẽ thực hiện dán thân mũi cho chú chuột. Vậy là mình đã tạo hình xong chú chuột từ năm trái rồi đây. Bây giờ mình sẽ thực hiện vẽ một chút để tăng tỷ chú chuột ạ. Mình sẽ thực hiện lông lông để tố viên ấy. Vậy là chú chuột từ nắp trái và rễ của mình đã hoàn thiện. Video của mình đến đây là kết thúc. Xin chào tất cả các bạn, hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn tạo hình chú chuột bằng chiếc nắp trái ạ. Mời các bạn cùng xem ạ. Bây giờ mình sẽ thực hiện cắt phần tai của chú chuột như thế này ạ. Sau khi mình đã cắt hoàn thiện những bộ phận của chú chuột, bây giờ mình sẽ thực hiện dán những bộ phận vào chiếc nắp trái ạ. Bây giờ mình sẽ tiếp tục dán phần tai con lái vào ạ. Sau khi dán xong phần tai thì mình sẽ thực hiện dán mặt vào ạ. Sau khi dán mặt cho chú chuột xong thì mình sẽ thực hiện dán thân mũi cho chú chuột. Vậy là mình đã tạo hình xong chú chuột từ năm trái rồi đây. Bây giờ mình sẽ thực hiện chụp để tăng tỷ chú chuột ạ. Bây giờ mình sẽ thực hiện lông để tố viên ấy. Chuột từ nắp trái và rễ của mình đã hoàn thiện. Video của mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem. Xin chào tất cả các bạn, hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn tạo hình chú chuột bằng chiếc nắp trái ạ. Mời các bạn cùng xem ạ. Bây giờ mình sẽ thực hiện cắt phần tai của chú chuột như thế này ạ.
sau khi mình đã cắt hoàn thiện những bộ phận của chuột chuột, bây giờ mình sẽ thực hiện dán những bộ phận vào chiếc nắp chai ạ. Bây giờ mình sẽ tiếp tục dán phần tai con lái vào ạ. Sau khi dán xong phần tai thì mình sẽ thực hiện dán mắt vào ạ. Sau khi dán mắt cho chú chuột xong thì mình sẽ thực hiện dán thân mũi cho chú chuột. Vậy là mình đã tạo hình xong chú chuột cho nắp chai lên đây. Bây giờ mình sẽ thực hiện vẽ một chút để tăng thì chút chuột ạ. Bây giờ mình sẽ thực hiện lông để tố viên. Vậy là chuột chuột từ nắp trái và dễ của mình đã hoàn thiện. Video của mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem. Xin chào tất cả các bạn, hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn tạo hình chú chuột bằng chiếc nắp chai ạ. Mời các bạn cùng xem ạ. Bây giờ mình sẽ thực hiện cắt phần tai của chú chuột như thế này ạ. Sau khi mình đã cắt hoàn thiện những bộ phận của chú chuột, bây giờ mình sẽ thực hiện dán những bộ phận vào chiếc nắp chai ạ. Bây giờ mình sẽ tiếp tục dán phần tai con lái vào ạ. Sau khi dán xong phần tai thì mình sẽ thực hiện dán mắt vào ạ. Sau khi dán mắt cho chú chuột xong thì mình sẽ thực hiện dán thân mũi cho chú chuột. Vậy là mình đã tạo hình xong chú chuột cho nắp chai lên đây. Bây giờ mình sẽ thực hiện vẽ một chút để tăng thì chút chuột ạ.
con mình sẽ thực hiện lồng để tố viên. Nắp trái và rễ của mình đã hoàn thiện. Video của mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem. Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn tạo hình chú chuột bằng chiếc nắp trái ạ. Mời các bạn cùng xem ạ. Bây giờ mình sẽ thực hiện cắt phần tai của chú chuột như thế này ạ. Sau khi mình đã cắt hoàn thiện những bộ phận của chú chuột, bây giờ mình sẽ thực hiện dán những bộ phận vào chiếc nắp trái ạ. Bây giờ mình sẽ tiếp tục dán phần tai con lái vào ạ. Sau khi dán xong phần tai thì mình sẽ thực hiện dán mắt vào. Sau khi dán mắt cho chú chuột xong thì mình sẽ thực hiện dán thân mũi cho chú chuột. Vậy là mình đã tạo hình xong chú chuột từ nắp trái như thế này. Bây giờ mình sẽ thực hiện vẽ một chút để trang trí chú chuột ạ. Bây giờ mình sẽ thực hiện lồng để tố viên. Vậy là chú chuột từ nắp trái và rễ của mình đã hoàn thiện. Video của mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem. Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn tạo hình chú chuột bằng chiếc nắp trái ạ. Mời các bạn cùng xem ạ. Bây giờ mình sẽ thực hiện cắt phần tai của chú chuột như thế này ạ. Sau khi mình đã cắt hoàn thiện những bộ phận của chú chuột, bây giờ mình sẽ thực hiện dán những bộ phận vào chiếc nắp trái ạ. Bây giờ mình sẽ tiếp tục dán phần tai con lái vào ạ. Sau khi dán xong phần tai thì mình sẽ thực hiện dán mắt vào ạ.
Sau khi dán mặt cho chú chuột xong thì mình sẽ thực hiện dán thân mũi cho chú chuột. Vậy là mình đã tạo hình xong chú chuột từ năm trái rồi đây. Bây giờ mình sẽ thực hiện vẽ một chút để tạo hình chú chuột ạ. Mình sẽ thực hiện lông để tố viên. Vậy là chú chuột từ nắp trái và rễ của mình đã hoàn thiện. Video của mình đến đây là kết thúc. Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn tạo hình chú chuột bằng chiếc nắp trái ạ. Mời các bạn cùng xem ạ. Bây giờ mình sẽ thực hiện cắt phần tai của chú chuột như thế này ạ. Sau khi mình đã cắt hoàn thiện những bộ phận của chú chuột, bây giờ mình sẽ thực hiện dán những bộ phận vào chiếc nắp trái ạ. Bây giờ mình sẽ tiếp tục dán phần tai con lái vào ạ. Sau khi dán xong phần tai thì mình sẽ thực hiện dán mặt vào. Sau khi dán mặt cho chú chuột xong thì mình sẽ thực hiện dán thân mũi cho chú chuột. Vậy là mình đã tạo hình xong chú chuột từ năm trái rồi đây. Bây giờ mình sẽ thực hiện để tạo hình chú chuột ạ. Bây giờ mình sẽ thực hiện lông để tố viên. Vậy là chú chuột từ nắp trái và rễ của mình đã hoàn thiện. Video của mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem. Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn tạo hình chú chuột bằng chiếc nắp trái ạ. Mời các bạn cùng xem ạ. Bây giờ mình sẽ thực hiện cắt phần tai của chú chuột như thế này ạ.
Sau khi mình đã cắt hoàn thiện những bộ phận của chú chuột, bây giờ mình sẽ thực hiện dán những bộ phận vào chiếc nắp chai ạ. Bây giờ mình sẽ tiếp tục dán phần tai con lái vào ạ. Sau khi dán xong phần tai thì mình sẽ thực hiện dán mặt vào ạ. Sau khi dán mắt cho chú chuột xong thì mình sẽ thực hiện dán thân mũi cho chú chuột. Vậy là mình đã tạo hình xong chú chuột từ nắp chai rồi các bạn. Bây giờ mình sẽ thực hiện vẽ một chút để tăng tỷ lệ chú chuột ạ. Bây giờ mình sẽ thực hiện lông để tô viền. Vậy là chú chuột từ nắp trái và dễ của mình đã hoàn thiện. Video của mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem. Xin chào tất cả các bạn, hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn tạo hình chú chuột bằng chiếc nắp chai ạ. Mời các bạn cùng xem ạ. Bây giờ mình sẽ thực hiện cắt phần tai của chú chuột như thế này ạ. Sau khi mình đã cắt hoàn thiện những bộ phận của chú chuột, bây giờ mình sẽ thực hiện dán những bộ phận vào chiếc nắp chai ạ. Bây giờ mình sẽ tiếp tục dán phần tai con lái vào ạ. Sau khi dán xong phần tai thì mình sẽ thực hiện dán mặt vào ạ. Sau khi dán mắt cho chú chuột xong thì mình sẽ thực hiện dán thân mũi cho chú chuột. Vậy là mình đã tạo hình xong chú chuột từ nắp chai rồi các bạn. Bây giờ mình sẽ thực hiện vẽ một chút để tăng tỷ lệ chú chuột ạ.
Lông để tố viên ấy. Vậy là chuột chuột từ nắp trái và rễ của mình đã hoàn thiện. Video của mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem. Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn tạo hình chuột chuột bằng chiếc nắp trái ạ. Mời các bạn cùng xem ạ. Bây giờ mình sẽ thực hiện cắt phần tai của chuột chuột như thế này ạ. Sau khi mình đã cắt hoàn thiện những bộ phận của chuột chuột, bây giờ mình sẽ thực hiện dán những bộ phận vào chiếc nắp trái ạ. Bây giờ mình sẽ tiếp tục dán phần tai con lái vào ạ. Sau khi dán xong phần tai thì mình sẽ thực hiện dán mắt vào. Sau khi dán mắt cho chuột chuột xong thì mình sẽ thực hiện dán thân mũi cho chuột chuột. Vậy là mình đã tạo hình xong chuột chuột từ nắp trái như thế này. Bây giờ mình sẽ thực hiện vẽ một chút để tăng tỷ chuột chuột ạ. Bây giờ mình sẽ thực hiện lông để tố viên ấy. Vậy là chuột chuột từ nắp trái và rễ của mình đã hoàn thiện. Video của mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem. Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn tạo hình chuột chuột bằng chiếc nắp trái ạ. Mời các bạn cùng xem ạ. Bây giờ mình sẽ thực hiện cắt phần tai của chuột chuột như thế này ạ. Sau khi mình đã cắt hoàn thiện những bộ phận của chuột chuột, bây giờ mình sẽ thực hiện dán những bộ phận vào chiếc nắp trái ạ. Bây giờ mình sẽ tiếp tục dán phần tai con lái vào ạ. Sau khi dán xong phần tai thì mình sẽ thực hiện dán mắt vào ạ.
Sau khi dán mặt cho chú chuột xong thì mình sẽ thực hiện dán thân mũi cho chú chuột. Vậy là mình đã tạo hình xong chú chuột cho nắp trái lên đây. Bây giờ mình sẽ thực hiện vẽ một chút để tăng tỷ lệ chú chuột ạ. Mình sẽ thực hiện lông lông để tô viền. Vậy là chú chuột từ nắp trái và rễ của mình đã hoàn thiện. Video của mình đến đây là kết thúc. Xin chào tất cả các bạn, hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn tạo hình chú chuột bằng chiếc nắp trái ạ. Mời các bạn cùng xem ạ. Bây giờ mình sẽ thực hiện cắt phần tai của chú chuột như thế này ạ. Sau khi mình đã cắt hoàn thiện những bộ phận của chú chuột, bây giờ mình sẽ thực hiện dán những bộ phận vào chiếc nắp trái ạ. Bây giờ mình sẽ tiếp tục dán phần tai con lái vào ạ. Sau khi dán xong phần tai thì mình sẽ thực hiện dán mặt vào. Sau khi dán mặt cho chú chuột xong thì mình sẽ thực hiện dán thân mũi cho chú chuột. Vậy là mình đã tạo hình xong chú chuột cho nắp trái lên đây. Bây giờ mình sẽ thực hiện vẽ một chút để tăng tỷ lệ chú chuột ạ. Bây giờ mình sẽ thực hiện lông để tô viền. Vậy là chú chuột từ nắp trái và rễ của mình đã hoàn thiện. Video của mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem. Xin chào tất cả các bạn, hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn tạo hình chú chuột bằng chiếc nắp trái ạ. Mời các bạn cùng xem ạ. Bây giờ mình sẽ thực hiện cắt phần tai của chú chuột như thế này ạ.
sau khi mình đã cắt hoàn thiện những bộ phận của chú chuột, bây giờ mình sẽ thực hiện dán những bộ phận vào chiếc nắp chai ạ. Bây giờ mình sẽ tiếp tục dán phần tái còn lại vào ạ. Sau khi dán xong phần tái thì mình sẽ thực hiện dán mặt vào ạ. Sau khi dán mắt cho chú chuột xong thì mình sẽ thực hiện dán thân mũi cho chú chuột. Vậy là mình đã tạo hình xong chú chuột từ nắp chai lên đây. Bây giờ mình sẽ thực hiện vẽ một chút để tăng tỷ lệ chú chuột ạ. Bây giờ mình sẽ thực hiện lông để tố viên. Vậy là chú chuột từ nắp trái và rễ của mình đã hoàn thiện. Video của mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem. Xin chào tất cả các bạn, hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn tạo hình chú chuột bằng chiếc nắp chai ạ. Mời các bạn cùng xem ạ. Bây giờ mình sẽ thực hiện cắt phần tai của chú chuột như thế này ạ. Sau khi mình đã cắt hoàn thiện những bộ phận của chú chuột, bây giờ mình sẽ thực hiện dán những bộ phận vào chiếc nắp chai ạ. Bây giờ mình sẽ tiếp tục dán phần tái còn lại vào ạ. Sau khi dán xong phần tai thì mình sẽ thực hiện dán mặt vào. Sau khi dán mắt cho chú chuột xong thì mình sẽ thực hiện dán thân mũi cho chú chuột. Vậy là mình đã tạo hình xong chú chuột từ nắp chai lên đây. Bây giờ mình sẽ thực hiện chụp để tăng tỷ lệ chú chuột ạ.
lông để tố viên ấy. Vậy là chuột chuột từ nắp trái và rễ của mình đã hoàn thiện. Video của mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem. Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn tạo hình chuột chuột bằng chiếc nắp trái ạ. Mời các bạn cùng xem ạ. Bây giờ mình sẽ thực hiện cắt phần tai của chuột chuột như thế này ạ. Sau khi mình đã cắt hoàn thiện những bộ phận của chuột chuột, bây giờ mình sẽ thực hiện dán những bộ phận vào chiếc nắp trái ạ. Bây giờ mình sẽ tiếp tục dán phần tai con lái vào ạ. Sau khi dán xong phần tai thì mình sẽ thực hiện dán mặt vào. Sau khi dán mắt cho chuột chuột xong thì mình sẽ thực hiện dán thân mũi cho chuột chuột. Vậy là mình đã tạo hình xong chuột chuột từ nắp trái như thế này. Bây giờ mình sẽ thực hiện vẽ một chút để tăng thì chuột chuột ạ. Bây giờ mình sẽ thực hiện lông để tố viên ấy. Vậy là chuột chuột từ nắp trái và rễ của mình đã hoàn thiện. Video của mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem. Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn tạo hình chuột chuột bằng chiếc nắp trái ạ. Mời các bạn cùng xem ạ. Bây giờ mình sẽ thực hiện cắt phần tai của chuột chuột như thế này ạ. Sau khi mình đã cắt hoàn thiện những bộ phận của chuột chuột, bây giờ mình sẽ thực hiện dán những bộ phận vào chiếc nắp trái ạ. Bây giờ mình sẽ tiếp tục dán phần tai con lái vào ạ. Sau khi dán xong phần tai thì mình sẽ thực hiện dán mặt vào ạ.
Sau khi dán mặt cho chú chuột xong thì mình sẽ thực hiện dán thân mũi cho chú chuột. Vậy là mình đã tạo hình xong chú chuột cho nắp trái rồi đây. Bây giờ mình sẽ thực hiện vẽ một chút để tăng thì chú chuột ạ. Mình sẽ thực hiện lông để tố viên ấy. Vậy là chú chuột từ nắp trái và rễ của mình đã hoàn thiện. Video của mình đến đây là kết thúc. Xin chào tất cả các bạn, hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn tạo hình chú chuột bằng chiếc nắp trái ạ. Mời các bạn cùng xem ạ. Bây giờ mình sẽ thực hiện cắt phần tai của chú chuột như thế này ạ. Sau khi mình đã cắt hoàn thiện những bộ phận của chú chuột, bây giờ mình sẽ thực hiện dán những bộ phận vào chiếc nắp trái ạ. Bây giờ mình sẽ tiếp tục dán phần tai con lái vào ạ. Sau khi dán xong phần tai thì mình sẽ thực hiện dán mặt vào. Sau khi dán mặt cho chú chuột xong thì mình sẽ thực hiện dán thân mũi cho chú chuột. Vậy là mình đã tạo hình xong chú chuột cho nắp trái rồi đây. Bây giờ mình sẽ thực hiện vẽ một chút để tăng thì chú chuột ạ. Bây giờ mình sẽ thực hiện lông để tố viên ấy. Vậy là chú chuột từ nắp trái và rễ của mình đã hoàn thiện. Video của mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem. Xin chào tất cả các bạn, hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn tạo hình chú chuột bằng chiếc nắp trái ạ. Mời các bạn cùng xem ạ. Bây giờ mình sẽ thực hiện cắt phần tai của chú chuột như thế này ạ.
sau khi mình đã cắt hoàn thiện những bộ phận của chú chuột, bây giờ mình sẽ thực hiện dán những bộ phận vào chiếc nắp chai ạ. Bây giờ mình sẽ tiếp tục dán phần tai con nai vào ạ. Sau khi dán xong phần tai thì mình sẽ thực hiện dán mắt vào ạ. Sau khi dán mắt cho chú chuột xong thì mình sẽ thực hiện dán thân mũi cho chú chuột. Vậy là mình đã tạo hình xong chú chuột cho nắp chai lên đây. Bây giờ mình sẽ thực hiện để tăng thì chút chuột ạ. Bây giờ mình sẽ thực hiện lông để tố viên. Chuột từ nắp trái và rễ của mình đã hoàn thiện. Video của mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem. Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn tạo hình chú chuột bằng chiếc nắp trái ạ. Mời các bạn cùng xem ạ. Bây giờ mình sẽ thực hiện cắt phần tai của chú chuột như thế này ạ. Sau khi mình đã cắt hoàn thiện những bộ phận của chú chuột, bây giờ mình sẽ thực hiện dán những bộ phận vào chiếc nắp chai ạ. Bây giờ mình sẽ tiếp tục dán phần tai con nai vào ạ. Sau khi dán xong phần tai thì mình sẽ thực hiện dán mắt vào. Sau khi dán mắt cho chú chuột xong thì mình sẽ thực hiện dán thân mũi cho chú chuột. Vậy là mình đã tạo hình xong chú chuột cho nắp chai như thế này. Bây giờ mình sẽ thực hiện để tám thì chút chuột ạ.
mình sẽ thực hiện lồng để tố viên. Vậy là chuột chuột từ nắp trái và dễ của mình đã hoàn thiện. Video của mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem. Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn tạo hình chuột chuột bằng chiếc nắp trái ạ. Mời các bạn cùng xem ạ. Bây giờ mình sẽ thực hiện cắt phần tai của chuột chuột như thế này ạ. Sau khi mình đã cắt hoàn thiện những bộ phận của chuột chuột, bây giờ mình sẽ thực hiện dán những bộ phận vào chiếc nắp chai ạ. Bây giờ mình sẽ tiếp tục dán phần tai con lái vào ạ. Sau khi dán xong phần tai thì mình sẽ thực hiện dán mặt vào. Sau khi dán mắt cho chuột chuột xong thì mình sẽ thực hiện dán thân mũi cho chuột chuột. Vậy là mình đã tạo hình xong chuột chuột từ nắp trái như thế này. Bây giờ mình sẽ thực hiện vẽ một chút để tăng tỷ chuột chuột ạ. Bây giờ mình sẽ thực hiện lồng để tố viên. Vậy là chuột chuột từ nắp trái và dễ của mình đã hoàn thiện. Video của mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem. Xin chào tất cả các bạn, hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn tạo hình chuột chuột bằng chiếc nắp trái ạ. Mời các bạn cùng xem ạ. Bây giờ mình sẽ thực hiện cắt phần tai của chuột chuột như thế này ạ. Sau khi mình đã cắt hoàn thiện những bộ phận của chuột chuột, bây giờ mình sẽ thực hiện dán những bộ phận vào chiếc nắp chai ạ. Bây giờ mình sẽ tiếp tục dán phần tai con lái vào ạ. Sau khi dán xong phần tai thì mình sẽ thực hiện dán mặt vào ạ.
Sau khi giãn mặt cho chú chuột xong thì mình sẽ thực hiện giãn thân mũi cho chú chuột. Vậy là mình đã tháo hủy xong chú chuột từ nắp trái rồi đây. Bây giờ mình sẽ thực hiện vẽ một chút để tán thì chú chuột ạ. Mình sẽ thực hiện lông để tố viên. Vậy là chuột chuột từ nắp trái và rễ của mình đã hoàn thiện. Video của mình đến đây là kết thúc. Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn tạo hình chú chuột bằng chiếc nắp trái ạ. Mời các bạn cùng xem ạ. Bây giờ mình sẽ thực hiện cắt phần tai của chú chuột như thế này ạ. Sau khi mình đã cắt hoàn thiện những bộ phận của chú chuột, bây giờ mình sẽ thực hiện dán những bộ phận vào chiếc nắp trái ạ. Bây giờ mình sẽ tiếp tục dán phần tai con lái vào ạ. Sau khi dán xong phần tai thì mình sẽ thực hiện dán mặt vào. Sau khi dán mắt cho chú chuột xong thì mình sẽ thực hiện dán thân mũi cho chú chuột. Vậy là mình đã tháo hủy xong chú chuột từ nắp trái rồi đây. Bây giờ mình sẽ thực hiện vẽ một chút để tán thì chú chuột ạ. Bây giờ mình sẽ thực hiện lông để tố viên. Vậy là chú chuột từ nắp trái và rễ của mình đã hoàn thiện. Video của mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem. Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn tạo hình chú chuột bằng chiếc nắp trái ạ. Mời các bạn cùng xem ạ. Bây giờ mình sẽ thực hiện cắt phần tai của chú chuột như thế này ạ.
Sau khi mình đã cắt hoàn thiện những bộ phận của chuột chuột, bây giờ mình sẽ thực hiện dán những bộ phận vào chiếc nắp chai ạ. Bây giờ mình sẽ tiếp tục dán phần tai con nái vào ạ. Sau khi dán xong phần tai thì mình sẽ thực hiện dán mắt vào ạ. Sau khi dán mắt cho chú chuột xong thì mình sẽ thực hiện dán thân mũi cho chú chuột. Vậy là mình đã tạo hình xong chú chuột cho nắp chai rồi đây. Bây giờ mình sẽ thực hiện để tăng thì chuột chuột ạ. Bây giờ mình sẽ thực hiện lông để tố viên. Vậy là chuột chuột từ nắp trái và rễ của mình đã hoàn thiện. Video của mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem. Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn tạo hình chuột chuột bằng chiếc nắp trái ạ. Mời các bạn cùng xem ạ. Bây giờ mình sẽ thực hiện cắt phần tai của chuột chuột như thế này ạ. Sau khi mình đã cắt hoàn thiện những bộ phận của chuột chuột, bây giờ mình sẽ thực hiện dán những bộ phận vào chiếc nắp chai ạ. Bây giờ mình sẽ tiếp tục dán phần tai con nái vào ạ. Sau khi dán xong phần tai thì mình sẽ thực hiện dán mắt vào. Sau khi dán mắt cho chú chuột xong thì mình sẽ thực hiện dán thân mũi cho chú chuột. Vậy là mình đã tạo hình xong chú chuột từ nắp chai rồi đây. Bây giờ mình sẽ thực hiện để tám thì chuột chuột ạ.
lông để tố viên ấy. Vậy là chuột chuột từ nắp trái và rễ của mình đã hoàn thiện. Video của mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem.